Đây, và trương này em làm là trương liền khối các bác nhá. Trương liền khối toàn bộ các bác, và trương bên nhà em đục là đục voi chiến các bác. Vâng, cảm ơn tất cả các quý vị khách hàng đã nhấn vào xem video clip của bên nhà em. Và lại là em Hùng Biện đây, và trong video ngày hôm nay thì em xin giới thiệu đến các bác một mẫu sản phẩm Minh Cúc Voi cột 12 hàng đặt. Bên nhà em làm theo đơn hàng của anh Thoại. Anh Thoại có địa chỉ là ở thôn 2, xã Bằng Ca, thành phố Hạ Long, và anh Thoại đã tin tưởng đặt hàng trực tiếp bên cơ sở em một bộ sản phẩm Minh Cúc Voi cột 12, hàng VIP, hàng dày. Và trước khi đi vào bên trong báo thông số lẫn chi tiết và cả giá thành của bộ sản phẩm của anh Thoại đặt, thì rất mong được các bác hãy bỏ ra khoảng vài phút để xem hết cái video clip này nha các bác nhá. Thì các bác hãy cùng với em đi vào bên trong ngắm cái đường nét chi tiết của bộ sản phẩm của anh Thoại đặt. Đây, thì bộ sản phẩm của anh Thoại đặt là bao gồm là 6 món đây. Như trên màn hình các bác xem đây, gồm một đoạn lớn này và hai ghế con. Ở giữa là một bàn to và giữa hai ghế đơn là một chiếc đôn kẹp ghế. Và đầu tiên đây là một chiếc đôn thấp. Thì bộ sản phẩm này bên em vừa mới dựng mộc thô nguyên bản xong, thì em xin quay một video clip ngắn để em giới thiệu tất cả các quý vị khách hàng của kênh xưởng gỗ tận gốc và anh Thoại nhìn thấy bộ sản phẩm của mình từ mộc. Đấy, thì bộ sản phẩm này bên em làm là theo quy cách là hàng đặt, hàng VIP, mặt dày 2 phân này, khuôn tranh dày 4 phân, cổ chỉ 3 tầng và tay voi đặc nguyên một khối gỗ. Đấy, và trương này em làm là trương liền khối các bác nhá. Trương liền khối toàn bộ các bác, và trương bên nhà em đục là đục voi chiến các bác. 27 các bác nhá. Và sâu là 72. Cao là cao từ chân này tới trương là cao 1m27. Hàng toàn bộ làm lục lõi xỉ đét 100% chất liệu hương đá. Đây, và trương này em làm là trương liền khối các bác nhá. Trương liền khối toàn bộ các bác, và trương bên nhà em đục là đục voi chiến các bác. Đục voi chiến đây các bác xem đây. Các cái đường nét hàng đặt của bên nhà em nhá. Đục thì cực kỳ là sắc nét các bác ạ, và tinh xảo đây. Đây là em mới chỉ quay từ mộc thô cho các bác xem thôi nhá. Đấy, thì bộ sản phẩm này của anh Thoại đặt là yêu cầu là hoàn thiện BU. Đấy, đây. Trương đục voi chiến là trương liền khối này các bác. Cả trương này em làm là trương liền khối đục hai mặt. Đây các bác xem này. Đục nhá, rất là sắc nét. Đấy, gỗ bộ sản phẩm này em làm là gỗ chọn gỗ lục lõi, đỏ đều vắt các bác ạ. Và vách này. Vách thì em làm là vách làm dày là 4 phân và là vách liền. Vách liền dày 4 phân và được chạm khắc đục là đục ngũ phúc các bác ạ. Đây, đục ngũ phúc đây. Ở giữa bên em đục là vách giữa em đục là rơi ngậm đồng tiền, và hai bên đục hai con voi nó quay mặt vào nhau nhé các bác nhá. Đây các bác xem này. Các đường nét chi tiết này. Đây. Vách em làm vách dày 4 phân các bác nhá. Đấy. Và cột đây. Cột thì em làm là cột 12, cột không tâm các bác ạ, cột không tâm. Cột 12. Đây là quay từ mộc cho các bác xem nhá, cột tròn vo này các bác ạ, cột không tâm. Đấy, và toàn bộ em làm là tay voi đặc nguyên một khối gỗ các bác ạ. Cả 6 tay em làm là tay voi đặc nguyên một khối các bác nhá. Đây, và dáng tay voi thì trông rất là be. Đây. Đặc nguyên một khối gỗ các bác ạ, và dáng làm trông rất là dẻo. Đấy, toàn bộ là mặt đoản em làm mặt đoản xẻ nguyên một tấm các bác nhá. Mặt đoản làm xẻ nguyên một tấm và làm dày là 2 phân các bác. Đây, dày 2 phân. Cực kỳ đẹp. Đấy, các bác xem này. Tay voi đặc nguyên khối này. Đây các bác xem đây. Hàng chọn gỗ. Đây mặt đoản đây. Làm xẻ nguyên một tấm dày 2 phân. Khuôn tranh nhá. Khuôn tranh này, em làm dày 4 phân này các bác. Đấy, khuôn tranh làm dày 4 phân. Và cổ chỉ làm cổ chỉ 3 tầng, 2 tầng đục sen dẹo. Yếm làm dày là 3 phân 8 các bác nhá. Đấy, sau khi làm đi còn khoảng 3 phân rưỡi. Yếm đục voi toàn. Và khuôn tranh với yếm này em làm vén cong. Đây các bác xem đây. Đấy, rất là dẻo. Và chân này, chân 12, chân đục voi. Đấy, và em sẽ quay qua cả mặt sau cho các bác xem nhá. Đây, mặt sau trương đục hai mặt này. Và gỗ thì bên nhà em làm là hàng tuyển chọn gỗ. Mặt sau đều đẹp như mặt trước. Đấy các bác xem, cực kỳ đẹp. Đây là em mới chỉ quay từ mộc cho các bác xem thôi nhá. Đấy, thì các bác nào mà xem được video clip này của em mà thấy hay thì các bác nhấn cho em xin một nút like và một nút đăng ký kênh nhé các bác nhá. Và đến với sản phẩm tiếp theo của bộ sản phẩm của anh Thoại đặt là một chiếc bàn to. Bàn to là em làm theo thông số là rộng là 75 và dài là 1m45 các bác nhá. Dài 1m45. Tài ơi. Đây, em đo luôn cho các bác cái bàn này. Cái chiều dài. Đây, mặt bàn này thì em làm là mặt đục ngũ phúc này các bác ạ. Đây. Dài 1m45 các bác nhá và rộng là 75. Em đo cho các bác xem này. Đây,
rộng 75 các bác nhá. Đấy, và mặt bàn em làm là mặt bàn đục ngũ phúc. Đấy, bao gồm là 6 con voi đang quay mặt vào nhau đây. Đấy, và giữa bên em đục là rơi ngậm đồng tiền, rất là đẹp. Hàng chọn gỗ chọn vân đây các bác nhìn này. Toàn bộ là khuôn tranh mặt em làm vén cong hết các bác nhá. Bàn đôn em làm bàn đôn ăn kéo. Đấy, bàn đôn ăn kéo để cho các bác kéo ra cả vào đồ đây. Đấy, khuôn tranh thì em làm là khuôn tranh dày 4 phân rồi. Cổ chỉ là cổ chỉ 3 tầng, 2 tầng đục sen dẹo. Và yếm thì làm đục là đục voi thuần, yếm làm dày là 3 phân rưỡi. Chân là chân 12 các bác nhá, chân 12. Đây em quay lại gần chiếc đoạn mặt bàn đây. Đấy các bác xem cái đường nét chi tiết này, hàng đặt này. Đấy, đục thì rất là sắc nét và sâu. Mặt dày 2 phân này. Mặt dày 2 phân toàn bộ các bác nhá. Và đến với sản phẩm tiếp theo là một chiếc đôn kẹp bàn, à chiếc đôn thấp để ngồi. Thì em làm theo thông số là 40x40. Mặt đôn làm dày là 2 phân này, dày 2 phân. Khuôn tranh em làm dày là 4 phân toàn bộ các bác ạ. Cổ chỉ là cổ chỉ 3 tầng. Đục 2 tầng là đục sen dẹo và yếm làm dày là 3 phân rưỡi. Yếm đục voi thuần, chân đục voi. Đấy. Đây. Các bác xem này. Và đến với hai sản phẩm tiếp theo là hai chiếc cái đơn nhá. Hai chiếc cái đơn này bên em làm theo cùng một thông số kỹ thuật là sâu 72 và rộng là 93, cao là cao 1m27 và sâu trong lòng ghế ngồi và đoạn là sâu 55 các bác nhá. Chương thì toàn bộ em làm là chương liền khối rồi các bác ạ. Chương liền khối, lại không chấp ghép. Chương liền khối đục hai mặt và hàng đục là đục voi chiến, chương đục voi chiến. Vách đục ngũ phúc này. Vách đục ngũ phúc này các bác xem này. Vách làm dày là 4 phân các bác nhá. Dày 4 phân và làm vào vách liền với một tấm. Cột là cột 12, cột không tâm, cột không tâm. Đấy. Không tâm không sâu xiêng. Tay voi là tay voi đặc nguyên một khối gỗ. Cả 6 tay các bác nhá, 6 tay. Đây các bác xem rất là đẹp. Mặt ghế thì em làm là mặt xẻ nguyên một tấm này. Đấy, và làm dày là 2 phân. Toàn bộ là em làm là xẻ nguyên một tấm và làm dày 2 phân các bác nhá. Khuôn tranh thì toàn bộ làm dày 4 phân. Khuôn tranh về yếm em làm là khuôn tranh về yếm là vén cong và là cổ chỉ 3 tầng, 2 tầng đục sen dẹo. Yếm đục voi thuần này và làm dày là 3 phân rưỡi. Chân là chân 12. Các mẫu sản phẩm như mình có voi này các bác kê vào phòng khách của nhà mình nhá. Thì nhìn bên trong cực kỳ là khỏe khoắn các bác ạ. Mẫu này rất là đẹp. Đây em sẽ quay qua mặt sau này. Mặt so thì gỗ và vân đều đẹp như mặt trước các bác nhá. Kể cả chiếc ghế còn lại này. Rất là đẹp. Đấy, đây, chiếc ghế còn lại đây các bác xem này. Hàng chọn gỗ chọn vân, hàng đặt của anh Thoại. Đây là em que qua mộc cho các bác xem nhá. Đấy, và đến với sản phẩm cuối cùng là một chiếc đôn kẹp ghế. Em làm theo thông số là rộng là 40 và dài 50. Mặt đôn làm xẻ nguyên một tấm và làm dày là 2 phân này. Khuôn tranh này, khuôn tranh dày 4 phân này. Và toàn bộ khuôn tranh em làm là khuôn tranh làm vén cong các bác nhá. Đấy, và bàn đôn em làm bàn đôn ngăn kéo. Đấy, cổ chỉ 3 tầng, 2 tầng đục sen dẹo. Yếm làm dày là 3 phân rưỡi. Chân đục voi. Đây các bác xem này. Và cả bộ sản phẩm này bên nhà em đang bán với giá cho anh Thoại nhá. Giá 52 triệu giá hoàn thiện. Đấy, em xin công khai vào giá với các bác là giá 52 triệu giá hoàn thiện đẹp kỹ. Đã. Thì các bác nào mà đang quan tâm muốn đặt hàng trực tiếp như mẫu sản phẩm như Minh Cúc Voi, hàng VIP, hàng đặt này, muốn tư vấn và muốn liên hệ Zalo em tư vấn trực tiếp thì hãy liên hệ Zalo của em là 0961 19 40 là số thoại em đang để trên màn hình các bác nhá. Còn địa chỉ nhà em là muốn đến xem hàng là cạnh cây xăng Cầu Bài thuộc xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Các bác có thể đến trực tiếp cơ sở nhà em để xem từ mộc cho đến hoàn thiện. Đấy, còn mua hàng trong thời gian này em sẽ tặng cho các bác một bộ combo khay trà trị giá 1,2 triệu và miễn phí vận chuyển trong bán kính 50 km. Đấy, và giao hàng tận nhà các bác. Có địa chỉ nhà địa chỉ để đến cơ sở nhà em là ở cạnh cây xăng Cầu Bài thuộc xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội nhé các bác nhá. Còn chế độ bảo hành của bên em là bảo hành cho các bác về 35 về chế độ chất liệu của sản phẩm. Nên mọi người thể yên tâm dùng gỗ nhà em ạ. Và em xin báo giá công khai với một lần nữa với mọi người là bộ sản phẩm Minh Cúc Voi cột 12, hàng siêu VIP siêu dày 6 món được làm từ chất liệu gương đá này. Bên em đang bán với giá là 52 triệu cho anh Thoại các bác nhá. Đấy, các bác nào muốn quan tâm và muốn đặt hàng trực tiếp thì liên hệ hotline của em là 0961 19 40 nha mọi người nhá. Và em cảm ơn tất cả các quý vị khách hàng đã bớt chút thời gian để xem hết video clip về bên nhà em. Em xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào những video sau. Xin chào.